vị thần ánh sáng. Edison đã nhiều đêm mất ngủ vì cái dây tóc bóng đèn điện. Cái khó đầu tiên là làm máy chân không để hút chất khí ra khỏi bóng đèn điện thì ông đã sáng chế ra từ lâu. Nhưng còn dây tóc, ôi, cái dây tóc bí hiểm thì ông vẫn chưa tìm ra chất làm nó. Cũng vì cái dây tóc ấy mà Adam, người cộng sự thân yêu của ông, đã lên đường đi châu Phi. Edison cương quyết tìm ra được thứ dây tóc bền nhất. Ông cho rằng dây tóc làm bằng sợi bông sẽ bền hơn bạch kim. Ngày 18 tháng 10 năm 1879, ông đã thử làm thí nghiệm. Sau 10 phút cháy sáng rất đẹp, dây bị cháy ngay. Không sao, ta sẽ làm lại, Edison nói với các nhân viên như thế. Sau vài ngày, một loại dây khác làm bằng than cũng được đem đi thí nghiệm, nhưng mới chỉ hong ra mặt trời phơi thôi, một cơn gió nhẹ thổi đã làm dây đứt. Edison lại cặm cụi làm loại dây khác cũng với nhiệt tình như cũ. Dây chỉ cháy sáng vẻn vẹn có 3 phút đồng hồ. Không nản, Edison lại vùi đầu vào làm thí nghiệm khác. Nản làm sao được, chán nản chỉ là đức tính của những kẻ yếu hèn mà thôi. Hết sử dụng giấy, Edison lại dùng sợi vải, dùng cellulo, sợi gai, sợi dừa, sợi gỗ, đay bấc và nhiều loại khác nữa để làm thí nghiệm. Ngày tháng ròng, ông quên ăn, quên cả ngủ. Cuối cùng, Edison thấy chỉ có sợi bông là có vẻ bền hơn cả. Thế là bóng đèn điện về cơ bản coi như đã được thí nghiệm xong. Và ngày 21 tháng 10 năm 1879, đèn điện ra đời. Cả phòng thí nghiệm hồi hộp theo dõi đôi bàn tay quý giá của Edison. Hai đầu dây điện vừa được chập lại với nhau thì một luồng sáng trắng, chói lòa như chớp bừng lên. Tất cả mọi con mắt đều nhắm lại vì lóa và bởi vì cảm động. Ôi, thật tuyệt diệu, thật tuyệt diệu. Edison đứng giữa mọi người vui mừng và xúc động trước thành công của mình. Một tiếng đồng hồ trôi qua, đèn điện vẫn cháy sáng. Mọi người hồi hộp theo dõi từng tiếng tích tắc của đồng hồ. Im lặng. 5 tiếng trôi qua, ai nấy đều quên là đêm đã tàn, ngày đã rạng. Không cặp mắt nào lộ vẻ mệt mỏi. Thành công này quá lớn, vượt mọi mong ước của mọi người. Edison đúng là một Prometheus, vị thần mang lại ánh sáng chói lòa cho nhân loại. Đêm ban ngày thay thế cho ban đêm. 10 tiếng trôi qua, rồi 15 tiếng trôi qua, cả phòng thí nghiệm, mọi người đều như những pho tượng, câm lặng, hân hoan nhìn bóng đèn điện sáng choang, vầng trán đẫm mồ hôi, vì thần kinh căng thẳng. 24 tiếng trôi qua, mặt mũi ai cũng nhợt nhạt như nặn bằng sáp. Mặt trời vẫn chói chang trong phòng thí nghiệm. Rồi lại 10 tiếng đồng hồ nữa trôi qua trong chờ đợi. Sau đấy, 13 tiếng nữa, bóng đèn điện mới tắt. Như vậy là bóng đèn điện đã cháy sáng 47 tiếng liên tục. Tin ấy loan truyền khắp mọi chốn. Khắp nơi, người ta kéo về Menlo Park xem bóng đèn điện đông như hội. Từ xa, người ta thấy ánh sáng điện hắt lên như một vầng hào quang. Phòng thí nghiệm của Edison chói lóa và chật ních người. Edison khàn tiếng vì giải thích, vì trả lời mọi câu hỏi của khách tham quan. Buổi sáng hôm đó, 21 tháng 12 năm 1879, các chú bé bán báo ở New York gào vang khắp phố phường. Báo đây, Edison đã phát minh ra bóng đèn điện, báo đây. Người ta tranh cướp, giật lấy những tờ báo trên tay các cậu bé bán báo mà đọc ngấu nghiến. Thật kỳ lạ, ánh sáng truyền qua dây, đọc xong mà nhiều người còn bán tính, bán nghi. Nhưng đến dịp Tết thì mọi nghi ngờ đều tiêu tan. 700 bóng đèn điện đã được thắp sáng khắp thành phố. Hàng ngàn người đứng chật ních trên các đường phố của các tỉnh nhỏ ấy để ngắm nhìn ánh sáng kỳ lạ. Cùng với những người hiếu kỳ, trên các chuyến xe còn thấy mặt hầu hết các vị chính khách, các nhà bác học, nhà văn, nhà báo của nước Mỹ. Đến đầu năm 1880, nơi thứ hai được trang bị đèn điện là Đại khách sạn Thanh Sơn của Hoa Kỳ, rồi đến nhà thờ chính của London. Sau 2 năm thì tất cả New York đều dùng đèn điện. Dần dà, các
tàu thủy cỡ lớn xuyên đại dương đều được Edison chỉ đạo việc lắp điện thoại và đèn điện. Rồi các nhà hát, các kịch viện, không ai chịu kém ai, đều mời bằng được Edison mắc điện thoại và đèn điện.